là chạy vì ấu của chúng con. Mỗi buổi sáng thì mới luôn sự thanh tín Ngài thật lớn trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, trong ngày chúng kêu cầu Chúa, Ngài là đấng đáp lời chúng con và chúc lòng chúng con được mạnh mẽ. Con cảm ơn Chúa. Và Ngài cũng hứa với chúng con rằng Ngài đãi chúng con theo điều chúng con nói. Chúng con công bố trong danh Chúa Giêsu, con công bố rằng cái dịch Covid này nó phải bị trói buộc quăng và nơi vực sâu là nơi ở của chúng nó. Trong danh Chúa Giêsu, con đẩy lùi nó khỏi đất nước Việt Nam của chúng con. Và trong những ông bà anh chị em chúng con, tôi con của Chúa đang tình trạng ở trong bệnh dịch, ôi Chúa mắc phải bệnh, thì trong danh Chúa Giêsu con công bố sự chữa lành, quyền năng sự chữa lành của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu được đến với thân thể của ông, các tôi con của Chúa, đến đồng bào chúng con. Ôi Chúa, để rồi chúng con thấy trong những ngày sắp tới dịch COVID này nó không còn ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam chúng con nữa. Con tin chắc rằng chúng con công bố vì Chúa hứa với chúng con là chúng con thắng hơn chúng nó nhờ huyết Chúa Giêsu lời công bố của mình. Hallelujah, con ngợi khen cả cha. Con cảm ơn Đức Chúa Trời. Hay con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, đứa trẻ con của Aga nó kêu khóc thì Đức Chúa Trời ở trên trời Ngài nghe tiếng kêu cầu, nghe tiếng khóc của nó thế nào. Ngày nay Chúa ơi, chúng con đến với Ngài. Ôi Chúa, mặc dù chúng con là những người lớn tuổi, nhưng cho chúng con cái tinh thần kêu vang cùng với Đức Chúa Trời. Ngài thấy lòng của chúng con sự thổn thức ngay đến những lúc chúng con chưa nói ra thành lời. Ôi Chúa, Ngài cũng biết được cái sự than thở chúng con trong lòng. Chúa Thánh Linh ơi, dùng cái sự thở than không nói được của chúng con mà cầu thế cho chúng con. Hallelujah, con ngợi khen Ngài. Con cảm ơn Đức Chúa Trời. Tình yêu thương Ngài quá lớn đời sống chúng con. Cảm ơn Chúa Thánh Linh đấng vận hành trên đời sống của mỗi chúng con. Phải Ngài sức dầu mới lên lòng chúng con. Ôi Chúa, những người mới ở đến vào giúp này một ngày mới, nhanh Chúa Sư con chúc phước cho họ, để rồi họ cũng được dứt giấy, được mạnh mẽ ở trong Chúa. Nguyện con tôi, con của Chúa ở trong phòng giúp này, ôi Chúa, người từ ngày đầu cho tới bây giờ, xin Chúa mày ban cái năng lực để chúng con thấy rằng chúng con vào cái phòng giúp này, chúng con được Chúa ngày thăm viếng, ngày nâng đỡ, ngày khích lệ, đến nỗi những người có sự yếu đuối nào đó cũng được Chúa Thánh Linh ngày cảm thúc, ngày dạy dỗ, ngày dẫn dắt chúng con. Phải trong cơn gian truân nào, con tin chắc rằng Chúa ở với Phaolô trên linh trình ông đi từ thành Salem qua tới Roma, trong cái sự chìm tàu, sự khó khăn thì có Chúa ở cùng, Chúa dạy dỗ và dẫn dắt, thì cũng vậy chứ, trong cái linh trình chúng con theo Chúa, chúng con cầu nguyện với Chúa này. Trong những ngày qua có những đầy tớ con cái của Chúa họ cũng bị dịch đó rồi cũng qua đời Chúa, đó là cái sự buồn, cái sự phân ly. Ôi Chúa, xin Chúa Ngài là đấng thêm đức tin cho chúng con, Ngài đấng an ủi anh chăm chúng gia đình và những người thân mất như vậy. Nhưng trong danh Chúa Giêsu con cảm tạ ơn Chúa, trong ngày chúng con có niềm tin, trong danh Chúa Giêsu chúng con có niềm hy vọng, trong danh Chúa Giêsu chúng con có niềm vui vì nước cái sự hy vọng của chúng con nên nước thiên đàng vinh hiển Ngài đang dành chúng con. Trong những ngày qua có những anh chị em chúng con ở trong sự giãn cách và thiếu thốn về phương diện lương thực vật chất, cầu xin Chúa Ngài đang cung ứng, Ngài đang tiếp trợ, để rồi anh chị em chúng con họ cũng thấy rằng thật bàn tay yêu thương của Chúa vẫn đang tiếp trợ lo liệu cho họ. Hallelujah, con ngợi khen Ngài. Ngài chúc phước trong thời giờ chúng con thờ phượng Chúa này. Sức dầu trên đời tớ của Chúa là người đang chia sẻ lời của Chúa, đang dùng lời ca tiếng hát và tôn vinh Ngài, để rồi chúng con thấy rằng mỗi giờ chúng con thờ phượng Chúa thật sự được sức mới từ nơi Cha, phải được sức dầu từ nơi Cha. Hallelujah, con ngợi khen Ngài. Cho cái nỗi lòng khó khăn nào ở dưới đất này và trên trời Chúa không biết, vì con mắt của Chúa soi xét khắp thế gian, ban ơn giúp sức cho người có lòng trung thành, trọn thành ở trong Chúa. Hallelujah, con cảm ơn Ngài. Con dân thì giờ một ngày mới này, thì giờ này hoặc là trọn trong ngày hôm nay 24/7 này, được Chúa Ngài soi sáng, Ngài dẫn dắt, Ngài sức dầu, để ai nấy cũng lãnh hội được sự tươi mới và sự sống động ở trong Ngài. Con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển lên Cha Cha, đồng tâm hiệp ý và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, mời mọi người anh em giơ tay mở mic cầu nguyện ạ.